Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ David Beckham phiên bản HG. Khi nhắc đến David Beckham, tạc, tạc nữa, tạc mãi, đó thường là lý do chính để anh em tạo cầu thủ người Anh về đội của mình. Và nó cực hợp với meta hiện tại, khi mà bài Takada trứ danh vẫn đang cho thấy một hiệu suất thành bàn cao. Về những quả tạt bóng từ đôi chân của Beckham, cái mà anh em quan tâm đó là các tiền đạo bên trong có di chuyển đủ tốt hay không. Còn chất lượng những đường bóng từ đôi chân của Beckham là như một cái ghế, tức nó không phải bàn. Ngoài ra, những quả QW của Beck cũng rất mượt mà, cùng độ chuẩn xác ở mức cao, giúp anh có thể trực tiếp kiến tạo cho người đồng đội của mình hay những pha đảo hướng tấn công đầy bất ngờ và đó mở khóa hàng phòng ngự của đối phương. Nhìn chung, với bóng trong chân của Beckham, anh em sẽ tương đối dễ dàng trong việc triển khai những ý tưởng tấn công của mình một cách trơn tru nhất bởi kỹ năng chuyền chọt của tiền vệ người Anh luôn được đánh giá cao. Tốc độ của cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Man United chỉ dừng ở mức ổn so với mặt bằng chung hiện tại. Sẽ cần phải có một vài đường phối hợp để tạo lợi thế di chuyển cho Beck, giúp anh sau đó có đủ không gian để ngắm nghía trước khi tạt bóng vào bên trong. Về mặt rê giáp, ba sao skill sẽ có phần hơi hạn chế trong vị trí chạy cánh. Anh em sẽ có khá ít phương án để đi bóng, nhưng với những anh em có kỹ năng rê giáp tốt, thì mình vẫn có thể xoay sở, thậm chí qua người được nhờ những skill cơ bản hoặc bài hướng thông thường. Còn không, cứ xuống biên là tạt, đơn giản nhưng vẫn rất hiệu quả. Về mặt tranh chấp, cũng tương tự như các phiên bản khác, nó nằm ở mức trung bình khá. Khả năng so vai, che chắn bóng khi đối đầu với những hậu vệ biên vẫn tương đối ổn áp, nên tránh va chạm với những con hàng hậu Pháp to khỏe nếu anh em có ý định kéo cụ sao của Real vào trung tâm thi đấu như một CAM hay CM. Về mặt dứt điểm, ở bên trong vòng cấm, Beck sút bóng rất tốt. Như trong pha bóng này, không một góc đủ tốt nào để có thể dứt điểm, nhưng Beck vẫn tự biết cách biến nó thành một bàn thắng. Một góc sút không phải dễ ở meta này nếu anh em không sở hữu những con hàng có kỹ năng sút vòng cấm tốt. Còn ở bên ngoài vòng cấm, anh em sẽ cần phải nắng nóng một chút. ZD vẫn là chân ái của Beck. Tất nhiên khi mình nói như vậy, nghĩa là đang xét có mặt bằng chung ở meta hiện tại, chứ nếu so với khả năng ZD với gameplay trước, chắc chắn là không bén bàn. Còn nếu có khoảng trống và có góc thuận lợi, anh em cũng có thể thực hiện cú nã đại bác bằng FD có độ hiệu quả khá cao. Và không thể không kể đến những quả đá phạt trực tiếp trứ danh ở bên ngoài vòng 16-50 của cầu thủ người Anh. Anh vẫn là một chân đá phạt dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất trong game. Và trên đây là bài review của mình về David Beckham phiên bản HG. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.